Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tờ Washington Post đưa tin quân đội Triều Tiên không chỉ được điều động đến khu vực Kursk mà còn tới cả vùng Bengorod nhằm ngăn chặn những cuộc tấn công xuyên biên giới của lực lượng vũ trang Ukraine. Ấn phẩm Washington Post báo cáo điều này dựa trên dữ liệu tình báo bao gồm các tin nhắn bị chặn và thông tin nguồn mà họ thu thập được. Theo đó, các binh sĩ Triều Tiên sẽ được triển khai trên tuyến phòng thủ thứ hai. Điều này sẽ cho phép nga tăng cường tấn công ở phía đông bắc Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đây từng tuyên bố quân đội Triều Tiên chiến đấu ở khu vực này đã phải chịu tổn thất đầu tiên. Ông nói 11.000 binh sĩ Triều Tiên có mặt trên lãnh thổ nga gần biên giới Ukraine, cụ thể là ở tỉnh Kursk. Một số binh sĩ này đã tham gia vào các hoạt động chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine và đã có thương vong. Theo Tổng thống Zelensky, liên quan tới nghi vấn Triều Tiên đưa quân đội tới Nga để chiến đấu với Ukraine, một số quốc gia đã phản ứng với diễn biến này một cách mạnh mẽ, một số nước khác phản ứng lặng lẽ, trong khi một số nước không phản ứng gì. Theo tình báo Ukraine, Moscow đã trang bị cho quân đội Triều Tiên các loại vũ khí của Nga. Cũng theo báo cáo, binh sĩ Triều Tiên đang được huấn luyện tại 5 địa điểm khác nhau ở Viễn Đông của Nga để có khả năng hỗ trợ cho kế hoạch quân sự của Moscow ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng khoảng từ 11.000 đến 12.000 lính Triều Tiên đang ở Nga trong đó ít nhất 10.000 quân đã được triển khai đến Kursk. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cảnh báo lính Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp nếu tham gia chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine. Tuy nhiên, bất chấp thông tin dày đặc từ phương Tây, Moscow và Bình Nhưỡng cho đến nay đều khẳng định những cáo buộc trên là sai sự thật. Họ nhấn mạnh cho đến nay không có bằng chứng nào cho thấy sự hiện diện của quân nhân Triều Tiên ở Kursk cũng như ở vùng Belgorod. Trung Quốc, Mỹ, Nga đang phát triển các hệ thống tàu mẹ máy bay không người lái UAV. Đây là những nền tảng máy bay lớn có khả năng phóng và điều khiển một loạt UAV trên không, biến chúng thành những trung tâm chỉ huy di động với ứng dụng đa dạng từ giám sát, tấn công đến phối hợp tác chiến. Trước thêm triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải diễn ra từ ngày 12 đến 17 tháng 11 tại thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Trung Quốc đã giới thiệu UAV-SS, một hệ thống UAV tiên tiến đầy tham vọng. Tàu mẹ UAV này được cho là có trọng lượng cất cánh tối đa 10 tấn, có khả năng phóng các UAV giữa không trung. Dòng UAV này có tên là Jiantian Cửu Thiên, được trang bị động cơ phản lực do tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc AVIC thiết kế phát triển, Interesting Engineering đưa tin ngày 7 tháng 11. CCTV cũng đưa tin, người phát ngôn không quân Trung Quốc, ông New Weibo cho biết Tên lửa đất đối không HQ19 sẽ ra mắt tại triển lãm Chu Hải cùng với một loạt UAV mới phục vụ trinh sát và tấn công. Giới quan sát cho rằng mô hình tàu mẹ UAV và Avic là loại UAV mới mà ông Quenbo đề cập. Trong khi đó, Mỹ và Nga cũng đang đầu tư mạnh mẽ vào các dự án tương tự nổi bật với B-21 Raider của Mỹ và Admiral VTOL của Nga. Cuộc chạy đua này đánh dấu bước tiến lớn trong công nghệ quân sự hiện đại hướng đến khả năng chiến đấu linh hoạt và mạnh mẽ hơn trong tương lai. Ngoài ra, trong nhiều năm, Nga, Trung Quốc và Mỹ đã nỗ lực phát triển các phương tiện lướt siêu thanh HGV để tăng cường năng lực chiến lược của họ. Đáng chú ý, Nga đã có tới 18 Avangard HGV đang hoạt động trong sư đoàn tên lửa Orenburg số 13, được triển khai thành 3 trung đoàn. Còn đối với các dự án Mỹ đã và đang thực hiện lĩnh vực siêu thanh, bao gồm vũ khí siêu thanh tiên tiến AHW nổi tiếng và phương tiện công nghệ siêu thanh 2 HTV2. Hiện tại thông tin cụ thể về bất kỳ dự án nào trong số các dự án này trong các nguồn mở đều rất hạn chế. Trong khi đó các nỗ lực phát triển vũ khí siêu thanh của Trung Quốc được triển khai khá kín tiếng. Hầu hết thông tin có sẵn đều dựa trên thông tin đến từ các cơ quan tình báo Mỹ, khiến việc phân tích chi tiết trở nên khó khăn. Một số nguồn tin Mỹ còn coi Trung Quốc là nước dẫn đầu trong cuộc đua siêu thanh hiện nay. Điều được biết là Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc thử nghiệm. DF, ZF, HGV bắt đầu từ năm 2014 và hệ thống này có thể đã đi vào hoạt động từ năm 2019. Tàu lượn DF-ZF được sử dụng làm thành phần mang đầu đạn của tên lửa đạn đạo tầm trung DF-17 với tầm bắn ước tính khoảng 1.800 đến 2.500 km. Các nhà hoạt động ở Hy Lạp đã phản đối viện trợ của NATO cho Kyiv và chặn một đoàn xe tải chở vũ khí dành cho quân đội Ukraine. Cuộc biểu tình diễn ra do các thành viên của Đảng Cộng sản Hy Lạp, KKE và chi nhánh thanh niên của đảng này, KNE tổ chức tại thị trấn Tinavos, thuộc vùng Thessaly. Theo truyền thông địa phương, hàng chục nhà hoạt động đã chặn một đường cao tốc ở Tinavos trong nỗ lực chuyển hướng đoàn 6 xe tải mang biển số từ Ukraine, Ba Lan và Bulgaria các phương tiện này được cho là đang chở tên lửa và các loại đạn dược khác từ một căn cứ quân sự địa phương tới Ukraine, theo các thỏa thuận song phương được ký giữa Avens và Kiev. Đoạn phim được đăng tải trực tuyến cho thấy những người biểu tình vẫy biểu ngữ, cờ và hô khẩu hiệu tố cáo NATO và viện trợ của tổ chức này cho Ukraine. Những người biểu tình cũng chỉ trích chính phủ Hy Lạp đã kéo nước này vào cuộc xung đột với Nga. Một người nói trong cuộc biểu tình, Chúng tôi tố cáo chính phủ đang lôi kéo đất nước này vào một cuộc xung đột Mỹ, NATO, EU bất công, phi nghĩa. Những người biểu tình cũng tố cáo việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm được thực hiện vào giữa ban ngày qua một thành phố đông dân có hàng nghìn người sinh sống. Cuối cùng, những chiếc xe tải buộc phải dừng lại và đi sang một con đường khác. Ông Stenios thị trưởng Tinavos nói, Người dân Tinavos đã nhiều lần gửi thông điệp phản chiến, chúng tôi sẽ không cho phép hàng hóa chết chóc đi qua thành phố sẽ không cho phép đất nước bị lôi kéo thêm vào chảo lửa của đế quốc. Trên tiền tuyến, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shishkidi đã đưa ra báo cáo cập nhật mới nhất về tình hình giao tranh, thừa nhận những khó khăn trên tiền tuyến. Ông Shishkidi nói, tình hình ở tiền tuyến vẫn còn nhiều thách thức, thậm chí có xu hướng gia tăng căng thẳng đáng kể. Nga đang tận dụng lợi thế về quân số để gây sức ép lên các khu vực xung quanh Pokrovsk và Kurakhov. Chúng tôi cũng cần chuẩn bị cho khả năng có những lực lượng khác phối hợp cùng quân đội Nga. Ông Siskedi cũng nói rằng quân đội Ukraine đang phải đối mặt với một trong những cuộc tiến công mạnh nhất của đối thủ kể từ đầu cuộc xung đột. Trong khi đó, phát ngôn viên của ông Trump đã lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ đắc cử muốn Ukraine thừa nhận thực tế về bán đảo Crimea để đàm phán hòa bình. Trước đó, truyền thông Nga và phương Tây đã đăng tải bình luận của ông Brian Lanja, cố vấn tranh cử của ông Trump, về việc Tổng thống Mỹ thứ 47 muốn ký ép chấp nhận một tầm nhìn hòa bình thực tế Người này cho biết, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine sẽ chỉ dừng chiến đấu cho tới khi giành lại Crimea, nhưng ông ấy cần chấp nhận sự thật là bán đảo này đã mất. Ưu tiên hàng đầu của Mỹ là thiết lập hòa bình nhằm giảm thiểu thương vong và ký ép cần có kế hoạch thực tế hơn. Phản hồi ý kiến trên, phát ngôn viên của ông Trump nhấn mạnh ông Brian Lanza không đại diện và phát ngôn cho ông Trump. Ông ấy là một nhân viên thầy vụ trong chiến dịch tranh cử và hiện không làm việc cho ông Trump. Ukraine đang chuẩn bị kế hoạch sơ bộ cho cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và ông Donald Trump. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sibiha chia sẻ, các cuộc tiếp xúc có thể có trong tương lai ở cấp lãnh đạo đã được thảo luận và các nhóm sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị để tổ chức một cuộc họp như vậy. Quan hệ giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Donald Trump vốn không tốt đẹp, đặc biệt sau cuộc điện đàm gây tranh cãi năm 2019 khiến ông Trump bị điều tra luận tội trong chiến dịch tranh cử của mình ông donald trump tuyên bố sẽ làm trung gian chấm dứt xung đột ukraine quan điểm của ông trump đã làm dấy lên lo ngại rằng ukraine có thể phải chấp nhận đóng băng xung đột ở vị trí hiện tại nhiều ý kiến cho rằng diễn biến này sẽ cho điện kremlin thời gian tái vũ trang và tiếp tục cuộc tấn công của mình cũng như giữ được các vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía đông và đông nam ukraine Ông Andriy Sibihar cho biết, cuộc xung đột kéo dài là bằng chứng trực tiếp cho thấy một số quyết định đã được cân nhắc quá lâu và không đủ nhận thức về thực tế. Mặc dù ngày nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump còn cách xa hơn 2 tháng, nhưng ông đã bắt đầu tác động tới chính sách của Mỹ tại điểm nóng Ukraine. Sau khi đắc cử, ông Trump đã điện đàm với lãnh đạo một số quốc gia, trong đó có Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và dự kiến có cuộc gọi với Tổng thống Nga Vladimir Putin những cuộc gọi như vậy cùng khả năng ông trump sẽ có những thay đổi lớn về đường lối đối ngoại đang tạo ra tác động lan tỏa tới nhiều nước trên thế giới một cựu quan chức chính quyền trước đây của ông trump đánh giá ông sẽ có khởi đầu thuận lợi do được nhìn nhận là người cứng rắn hơn tổng thống joe biden điều này có thể gian đe các nước đối đầu với mỹ khiến họ e sợ nguy cơ bị trả đũa trong khi số khác có thể cố tận dụng khoảng thời gian trước khi ông Biden rời nhiệm sở. Điều này được thể hiện rõ nhất ở Ukraine. Chiến thắng của ông Trump đã khiến Ukraine phải thay đổi giọng điệu và kế hoạch liên quan tới tiến trình đàm phán. Bà Senby Margit, phó giám đốc trung tâm Á-Âu thuộc Viện Chính sách Hội đồng Đại Tây Dương của Mỹ cho rằng Ukraine đang chuyển hướng theo hướng chấp nhận rằng đàm phán là thực tế không thể tránh khỏi. Trong bài đăng trên X chúc mừng ông Trump, ông Zelensky bày tỏ hy vọng hai bên sẽ hợp tác để thực hiện phương châm hòa bình thông qua sức mạnh. Ông còn nói Ukraine quan tâm đến việc phát triển mối quan hệ hợp tác chính trị và kinh tế, đôi bên cùng có lợi cho cả hai bên quốc gia. Đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine, chúng tôi muốn có kết thúc công bằng cho cuộc xung đột, kết thúc quá nhanh chóng sẽ là thất bại.